Tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn ngắn của Võ Thành Nhân với thầy Thích Pháp Hoa vào ngày hôm qua tại chùa Hoa Nghiêm. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rất là đông những người tín đồ Phật giáo, những người không phải đạo Phật, những người thân hữu của những người Phật giáo. Có trong đó chúng tôi ghi nhận có những người đạo Tin Lành, đạo Cao Đài và ngay cả đạo Thiên Chúa giáo cũng có mặt ở trong ngày hôm nay ở tại khuôn viên của chùa Hoa Nghiêm. Bên trong chùa Hoa Nghiêm thường thường là những người đi tu học hoặc là có những buổi sáng Chủ nhật họ đến đã sớm rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi phải ghi nhận rằng rất đông người bên trong của khu chánh điện của chùa và bên ngoài. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng có một cái hiện tượng rất là đặc biệt và có thể nói đây là một cái phenomenon trước khi mà người Việt của chúng ta bắt đầu bước vào mùa thu tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thầy Thích Pháp Hòa đến từ Canada và hôm nay thầy có mặt ở đây. Có thể đó là cái hiện tượng mà rất đông những người đến đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được có một cuộc phỏng vấn ngắn với thầy để mà làm cái bản tin ngày hôm nay. Trước hết xin được kính chào thầy. Dạ, kính chào anh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Khi mà thầy nói rằng là Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà những người đi theo Phật giáo là những người đi theo để mà họ tu học một cái triết lý của đạo Phật, thầy có thể giải thích thêm ạ? Dạ, kính thưa anh, kính thưa tất cả quý vị. Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ, giáo là lời dạy. Như vậy Phật giáo nghĩa là lời dạy của bậc tỉnh thức giác ngộ. Đạo Phật nghĩa là con đường dẫn chúng ta đến tỉnh thức giác ngộ. Mà tại sao chúng ta cần tỉnh thức giác ngộ? Tỉnh thức nghĩa là chúng ta ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta nói hay hành động thiếu sự tỉnh thức thì chúng ta sẽ làm đau khổ cho bản thân, cho người thân của mình. Vì vậy, đời sống hàng ngày là chúng ta có sự đối đãi, có sự giao tiếp qua lời nói. Thì nếu chúng ta hành động, lời nói, suy nghĩ có tỉnh thức thì chúng ta sẽ biết chọn những lời nói nào, những hành động nào mang lại an vui, hạnh phúc cho mình và cho người. Như vậy nếu chúng ta chỉ tín ngưỡng theo một tôn giáo mà chúng ta thiếu cái phần thực tập đó thì chúng ta chỉ được cái phần có đức tin mà thiếu đi cái thực tế là chúng ta ứng dụng lời dạy của bậc mà chúng ta kính ngưỡng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta kính ngưỡng Đức Phật là một người thầy dẫn dắt, một bậc thầy tâm linh, thì chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày như thế nào để chúng ta mang lại an vui, hạnh phúc cho mình và cho người. Vì vậy tỉnh thức giác ngộ hay nói cách khác là sự ý thức trong cuộc sống, đời sống hàng ngày rất là cần thiết cho mỗi chúng ta, và không luận là người có Phật giáo, ai trong cuộc sống này cũng cần có an vui, hạnh phúc và ai cũng cần ứng dụng tỉnh thức giác ngộ. Và cuối cùng thầy có thể cho biết rằng nếu mà tất cả mọi người đều trở thành những tu sĩ hết thì cái xã hội nó sẽ như thế nào vậy thưa thầy? Thưa anh và tất cả quý vị, chữ tu sĩ không hẳn là phải dành cho những người đi xuất gia. Tu là người sửa chữa, sĩ là người, tu là chỉnh sửa. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng cần đều là phải là người tu sĩ. Chứ quý vị đừng có lầm tu sĩ phải là cạo đầu, mặc áo. Nếu chúng ta không là người chỉnh sửa thì con mình cũng khổ đau với mình, vợ mình cũng khổ đau với mình, chồng mình cũng khổ đau với mình, người thân mình sẽ khổ đau với mình nếu chúng ta không phải là một người tu sĩ. Vậy thì sĩ là người, tu là chỉnh sửa, thì trong chúng ta ai muốn là người tốt thì phải tự chỉnh sửa lấy mình. Nếu chúng ta thật sự thương người thân mình thì hãy nên chỉnh sửa mình để người thân mình được hạnh phúc, an vui khi họ sống với mình. Xin được cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phỏng vấn ngắn của chúng tôi cho bản tin ngày thứ hai ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn anh cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN đã theo dõi chương trình và lắng nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, để tiếp tục theo dõi các phỏng vấn với thầy Pháp Hòa trên SBTN, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Chào Washington với Thanh Trúc vào tối thứ Tư 25 tháng 9, 2019 trong bản tin Hoa Thành Đốn. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.